Mới đây, tại chương trình Gương Mặt Showbiz, ca sĩ Lệ Quyên đã chia sẻ thẳng thắn quan điểm của mình về các danh xưng và tiết lộ mức cát xê trước tiên mình nhận được. Từng phải hát ở những nơi người theo dõi chỉ vài người, với cát xê 60.000 cả một đêm. Có được địa điểm ngày hôm nay là một điều may mắn với tôi. Tôi nói may mắn vì bản thân tôi không bao giờ tự tạo áp lực cho bản thân mình bằng cách đưa ra trước một mục đích hay mục tiêu là mình phải làm được cái này hay cái kia. Các ngành nghề khác thì tôi không biết, nhưng riêng nghệ thuật thì không nói trước được điều gì. Nhiều cống phẩm tôi đầu tư và hy vọng rất nhiều nhưng chưa chắc đạt hiệu quả. Con đường tôi đi cũng vậy, từ những phút giây trước tiên vào nghề đến giờ tôi chỉ biết nỗ lực hết sức và luôn phải biết ơn người theo dõi. Đó là những yếu đuối tố giúp tôi có được cảm xúc, giữ lửa suốt 25 năm qua. Trong 25 năm qua, giai đoạn gian nan nhất của tôi là lúc mới vào nghề, khi tôi chưa có cống phẩm nào đóng dấu tên tuổi của mình. Những ngày tháng đó nhọc nhằn, tôi phải đi hát khắp nơi, ở đâu mời cũng hát, từ miền xuôi đến miền ngược. Tôi phải hát ở những nơi người theo dõi chỉ có mấy người, từ trong ra ngoài nước. Tôi cứ miệt mài như thế mà không nghĩ rằng phải đưa ra mục tiêu như thế nào. Giai đoạn gian nan đó kéo dài đến khi album Giấc Mơ Có Thật ra đời vào năm 2004, cách đây 15 năm. Tôi vẫn nhớ mãi lạnh lẽo cát xê trước tiên của mình là 60.000 cho cả một đêm diễn không giới hạn bài hát. Đến già tôi cũng không quên được mức cát xê đó. Tôi vẫn hạnh phúc với mức cát xê này vì đã có một khoản tiêu xài để phụ giúp cho gia đình, lo cho bố mẹ và việc ăn học của mình. Mẹ tôi không phải đưa tôi 5.000, 10.000 để đi học nữa. Làm gì cũng phải có sự tôn trọng, cô gieo nhạc người khác cũng vậy. Nói ra thì sách vở nhưng phải công nhận là phải có đấu tranh thì mới thúc đẩy phát triển, showbiz cũng vậy. Đừng nghĩ rằng đấu tranh là phải làm cái gì để hơn người này người kia mà phải luôn tập trung. Phải đấu tranh với bản thân mình trước để làm tốt. Khán giả khi chọn một món ăn tinh thần thì phải chọn món nào tốt nhất, nên nếu đấu tranh thì ca sĩ sẽ cho ra được những cống phẩm tốt cho người theo dõi. Ngành nghề nào cũng vậy thôi, luôn có đấu tranh tích cực, tiêu cực. Cá nhân mình không tiêu cực là được. Quan trọng nhất là mình phải đấu tranh với chính mình chứ không phải đấu tranh với người khác. Thời trước tiên đi hát, tôi toàn phải cô gieo nhạc của đồng nghiệp vì làm gì có bài của mình. Hiện nay, tôi vẫn cô gieo một số ca khúc của các ca sĩ trẻ. Tôi nghĩ, nếu hát một bài mà liên quan đến bản quyền thì phải hỏi người chiếm hữu trước. Dù là người em hay người gamer thủ, trước khi hát bài của họ tôi vẫn phải gọi, đôi khi tôi cô dơ không phải để ra hay gì mà chỉ hát giao lưu ở phòng trà cho mới mẻ, sau khi đã hát chắn rê những bài của mình, nhưng tôi vẫn gọi. Làm gì cũng phải có sự tôn trọng, cô dơ nhạc người khác cũng vậy. Đó là sự tôn trọng dành cho chủ chiếm hữu, dù có thể họ không chiếm hữu ca khúc đó nữa. Những người khác không thích cách thể hiện của tôi thì sẽ có các ca sĩ thích hợp với họ. Tôi thấy càng ngày người theo dõi càng mở minh mong vu thưởng thức của mình hơn. Tức là ngoài ca sĩ họ thích, họ vẫn nghe thêm nhiều ca sĩ khác. Ca sĩ hiện giờ ngày càng sáng sủa tạo, rất giỏi, mỗi người có lối đi riêng. Gần đây tôi nghe rất nhiều nhạc của ca sĩ trẻ và học được nhiều điều từ họ. Tôi học được ca từ trong sáng sủa, dù viết về tình yêu tan vỡ nhưng không dây kết thúc như nhạc xưa. Nó một mạc, trong sáng sủa và ca từ khá tinh tế. Món ăn tinh thần là nghệ thuật nói chung và bolero nói riêng cũng giống như món ăn đời thường. Có những người cả đời không có nhu cầu nào khác ngoài ăn phở, bún, miến, hủ tiếu. Họ không thích ăn những món quý phái trọng khác. Không phải gamer thủ cứ sắp đặt mâm cỗ bào ngư, tổ yến, di cá ra mà đoạt được tất cả mọi người. Không ai dám tự tin rằng mình có thể đoạt được mọi người theo dõi. Tôi chỉ đoạt được đúng đối tượng người theo dõi nào yêu tôi và sự thể hiện của tôi đúng tần số, cảm xúc của họ. Còn lại, những người khác không thích cách thể hiện của tôi thì sẽ có các ca sĩ thích hợp với họ. Tôi hoàn toàn vui vẻ, bình thản trước những lời khen chê gì hơn ai hết, những lời đóng góp đó sẽ khiến mình phải suy nghĩ về đối tượng mình cần hướng đến. Tuy nhiên, tôi không quá lung lay trước những lời nói đó vì tôi luôn biết nghề này là làm dâu trăm họ, có cả triệu ý kiến mâu thuẫn nhau nên không thể bận tâm đến tất cả được. Những tôn vinh, tôn sùng, tán dương đó khiến gamer thủ bị cuốn theo nó, bị ảo tưởng.
nói về các xe của tôi là cái gì đó cực kỳ lắm. Nhiều lúc tôi hát ri hết, đâu có lấy tiền. Nhiều đêm nhạc lớn tôi cũng không hề nói đến các xe ở đó. Ngược lại, có những cái liên quan đến công việc thì phải thỏa đáng. Người trả tiền cho nghệ sĩ đương nhiên phải là người có kinh hoàng nghiệm để biết được người này có lạnh lẽo trị như nào để trả mức thù lao thỏa đáng. Về những danh xưng như nữ hoàng phòng trà, nữ hoàng bolero mọi người gọi tôi, trước tiên tôi phải vui vì nó cho thấy mọi người thương tôi, công nhận những gì tôi làm thì mới tặng cho tôi danh từ như vậy. Tuy nhiên, tôi vẫn cần thiết nhất sự yêu thương thực sự của người theo dõi và công nhận những gì tôi làm. Về danh xưng thì tôi cảm ơn, biết ơn nhiều lắm nhưng tôi vẫn kinh hoàng vì thấy rằng mình chưa xứng đáng với danh xưng đó. Về danh xưng diva mà mọi người hay tranh cãi, tôi thấy đó là một danh xưng cực kỳ cao quý. Diva được hiểu nôm na là hình tượng có ảnh hưởng rất lớn tới công chúng, hình tượng đẹp, lớn nhưng lập dị, khó tiếp xúc. Bất cứ nữ nghệ sĩ nào được gọi là diva cũng hãnh diện vì không phải ngẫu nhiên người ta gọi mình như vậy. Tất cả các danh xưng đều là chiếc áo lộng lẫy, nhưng cần thiết là gamer thủ phải xác định được địa điểm, sức hút, tầm ảnh hưởng thực sự của gamer thủ trong thực tế là có hay không. Đôi khi những tôn vinh, tôn sùng, tán dương đó khiến gamer thủ bị cuốn theo nó, bị ảo tưởng, quên hết mọi thứ bao quanh mình, rất nguy hiểm. Bạn cần tỉnh táo trước các danh xưng. Về phía tôi chỉ cần mọi người gọi tôi là Lệ Quyên là đủ rồi. Tôi mong mọi người nghe nhạc của tôi thật nhiều. Và đặc biệt, tôi vẫn hay được mọi người nghe trên những cung đường dài. Nhiều khi tôi tự hỏi sao mình hát nhạc thất tình mà mọi người lái xe vẫn nghe mình, không bị buồn ngủ. Nhưng không, khi mình thích một bài hát nào thì càng nghe càng tỉnh táo, không bị cảm lạnh le mệt mỏi.